Chào cô chú anh chị nha, em có soạn ra thấy có cái đầu có cái con máy 266 này, em có chụp hình rồi. Này hàng bãi mới về ha, thì hư thì điển nha, mặt tiền không đẹp nhưng mà về xa bán vậy, chưa có đụng chạm nha, chưa có sửa chữa làm nha, làm trượt nó không có chích, làm này khoảng 6 tấc, này công suất nó khoảng 65-66 cc, nơi công suất cỡ như hu 265 365 á mọi người. Lúc máy chuông còn nha, chuông đồ đầy đủ nha, chuông còn đẹp nha. Thì máy về sao bán vậy nha mọi người. Đầu máy này thì nó đủ đồ, nó có lam nhưng mà nó không có sức nha. Giật hơi nghe này. Hơi khít. Hơi khủng lắm, mấy con này khai thác khủng thiệt. Rồi chưa dọn nha. Con này 3.9 triệu nha mọi người nha, 3.9 triệu. Bao ship cho mọi người nha. Thì nói chung anh em mua khai thác thì mấy anh em tự hiểu giá nha. Còn nhiều người không biết giá vào nói rất là linh tinh. Mình đi mua một con máy Huawei 365 ấy, mới ấy, thì mọi người thừa hiểu cái giá của nó nha. Đó. Giá của nó là bao nhiêu triệu rồi biết rồi đó. Thì hàng này chưa dọn, nó về sao bán vậy. Đầu này thì đủ đồ cho mọi người. Có lam không có xích về tự mua xích nha. Đó, 3.9 triệu bao ship chưa dọn nha, về sao bán vậy.